cưới Thanh Đạt, Hải Băng chữa liền hai đứa, tức bực kiếm tiền, vợ cũ Diệp Bảo Ngọc sống sang chảnh thấy rõ. Cuộc sống của hai sao Việt khác nhau hoàn toàn. Diệp Bảo Ngọc và Thanh Đạt từng được xem là một cặp đôi đẹp của làng giải trí. Họ từng có mối tình đẹp như mơ trước khi đi đến hôn nhân. Tuy nhiên, sau 3 năm mặn nồng, đôi vợ chồng bất ngờ thông báo ly dị khiến người hâm mộ vô cùng ngỡ ngàng. Dù gặp nhiều bất đồng trong quan điểm sống, nhưng Thành Đạt, Diệp Bảo Ngọc đã quyết định ly hôn trong tốt đẹp. Sau chia tay, cặp đôi vẫn xem nhau như bạn bè để cùng chăm sóc và nuôi dạy con trai. Hiện tại Thành Đạt đã nên duyên cùng ca sĩ Hải Băng và có cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Trong khi đó, Diệp Bảo Ngọc chưa sẵn sàng để đi thêm bước nữa. 4 năm qua, cô là mẹ đơn thân, hiện đang là bà chủ một cửa hàng về lĩnh vực làm đẹp. Cậu bé Kit 5 tuổi được mẹ cho theo học tại một trường mẫu giáo quốc tế. Hai mẹ con cô sống trong ngôi nhà khang trang ở quận 7 cùng ông bà ngoại. Khi có thời gian, cô dẫn con trai đi du lịch vui vẻ tận hưởng khắp nơi. Mỹ nhân sinh năm 1993 đang ở đỉnh cao nhan sắc, vừa xinh đẹp vừa có nét mặn mà của gái một con. Sự nghiệp kinh doanh đang lên, giúp Diệp Bảo Ngọc kiếm tiền như nước. Con trai Diệp Bảo Ngọc được theo học một trường quốc tế với học phí nghìn đô. Căn hộ 5 tỷ sang trọng của Diệp Bảo Ngọc. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, hai mẹ con cô lại vi vu du lịch khắp nơi, đơn thân mà an nhàn sung sướng. Hải Băng và Thành Đạt đính hôn tháng 7, 2016, sau một tháng công khai tình cảm. Một năm sau khi đính hôn, vợ chồng Hải Băng cùng chào đón cô công chúa đầu lòng. Con trai thứ hai được đẻ vào năm kế tiếp, 2018. Và sắp tới đây, nữ ca sĩ sắp đón thêm con thứ ba. Kể từ khi lập gia đình và sinh con, Hải Băng dành thời gian nhiều hơn cho con cái. Cô hạn chế đi diễn cũng như không còn đóng phim nhiều như trước. Hải Băng lấn sân sang công việc kinh doanh với thu nhập 200 triệu đồng một tháng. Và hai vợ chồng cô còn mở cửa hàng buôn bán ẩm thực. Thành Đạt ngoài chăm sóc vợ con trông coi cửa hàng vẫn đi nhận lời đóng phim để có thêm thu nhập. Hải Băng có cuộc sống hôn nhân viên mãn sau vài năm kết hôn. Hình ảnh mẹ bầu chữa 7 tháng vẫn xinh đẹp rạng ngời. Ông bố ba con Thành Đạt cũng rất khéo léo chăm sóc con cái. Có thời gian rảnh, hai vợ chồng đưa các con đi du lịch khắp nơi. Mai Phương xúc động kể về người bạn thân mà cô mang nợ nghĩa đen và bóng. Tình bạn đẹp của diễn viên Mai Phương và Bảo Như khiến nhiều người ngưỡng mộ. Từ khi phát hiện bị ung thư phổi, ngoài gia đình thì Mai Phương còn nhận được nhiều sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp, các nhà hảo tâm, người hâm mộ. Trong đó, Mai Phương có hai người bạn hết lòng giúp đỡ cô là Ốc Thanh Vân và Bảo Như. Trên trang cá nhân, mới đây Mai Phương đã xúc động viết Bảo Như, người đã cùng trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, đặc biệt là thời gian nữ diễn viên bị ung thư phổi, viết cho nó: "Tôi có một đứa bạn, tụi tôi không thân lắm, không thường xuyên đi ăn uống gặp nhau, bởi lẽ đứa nào cũng có con nhỏ và gia đình, cũng đi làm chạy xô, nên chúng tôi gặp nhau là những lúc đi diễn chung, quay hình chung, hợp mặt chung là chủ yếu. Gặp nhau lần đầu tiên khoảng năm 2010, lúc quay Bước Chân Hai Thế Hệ số 6, dưới sự xe duyên của anh Dương Đình Trí, hai đứa hát chung một bài. Rồi sau đó gặp nhau vài lần, cũng đôi lần, ngồi ngoài cửa sân khấu tâm sự ngắn ngắn, hoặc nói giới thiệu người yêu, còn tôi thất tình. Bạn tôi được cái tính là sôi nổi nhiệt tình lắm, nên chịu khó nói chuyện chia sẻ, còn tôi thì khó nói chuyện và chia sẻ hơn. Dần dà hai đứa nói chuyện nhiều hơn, tôi cũng chịu khó chia sẻ nhiều hơn. Mỗi lần gặp hoặc đi lưu diễn, tôi hay bám đuôi theo nó, tại nó giỏi lanh lợi, kỹ tính, đã từng đi nhiều nước có kinh nghiệm. Bám theo nhiều quá đâu lúc nó bật, nó bỏ mặt, lúc đó tủi thân tôi lại giận không thèm đi với nó nữa. Rồi chuyện riêng tôi cũng tâm sự với nó nhiều hơn, dù mọi người hay nói, thấm nói nhiều. Này nọ, nói bí mật chắc không giữ được kín đâu, nhưng cũng kệ. Tại tôi chỉ có mọi nó tin tưởng để nói, mà hay lắm có chuyện nó kín như bưng không hé răng, nhưng có chuyện mà đang vui là nó bóc phốt tôi luôn. Tụi tôi giận nhau vài lần, buồn nhau vài lần, vì chẳng hạn tôi mà nói chuyện tình cảm vui là nó hồ dữ lắm, nhưng mà kể chuyện buồn một hai lần là nó nổi điên nói. Chồng nói lần này là lần cuối sẽ không bao giờ nhắc lại hoặc nói đến nữa, là tôi nghẹn họng, lần sau nó đụng chuyện đó nữa là nín thinh luôn. Nhưng mà cũng chỉ tới đó thôi, tôi vẫn chưa nghĩ tôi có bạn thân rồi, ý là kiểu bạn sống chết với mình đó. Rồi đến lúc tôi xảy ra bệnh, nó cũng là đứa đầu tiên càm ràm chuyện đi khám của tôi, hô hoài sao không đi khám đi, vậy là không ổn phải đi khám đi vợ. Khi đi khám nhận tin ung thư đầu tiên là nó, thề luôn tôi còn đang mông lung một loạt suy nghĩ phải làm gì, tính toán xử lý con cái tiền thuốc thang chưa kịp thẩm thấu. Để khóc thì nó cũng là đứa khóc trước. Nó khóc sùm, dù đang lúc tập gym giảm cân, nó mắng xa xạ, thấy chưa, chồng đã nghiêng rồi mà không nghe lời. Sau đó là đi khám nhập viện điều trị, lúc nào cũng có mặt nó trước tiên, chở tôi đi, đợi tôi, sắp xếp công việc.
xin phép chồng con các thể loại, thậm chí bỏ show event, sẽ mất việc tại công ty dầu khí để trông chừng tiếp khách, giữ tiền, lo chi phí các loại cho tôi trong bệnh viện. Lý do là đi rồi gửi gắm tôi cho ai, nó cũng không yên tâm. Tôi được về nhà, nó cũng quay trở lại công việc. Thời gian túc trực bên tôi ít hơn, lâu lâu nó nấu món ngon mang qua cho ăn, hoặc dẫn thằng con quý tử sang dụ dỗ con gái tôi. Nói tới đây là tôi thấy status này dài lắm rồi, mà sao vẫn còn nhiều chuyện kể thế không biết. Tóm gọn lại, vợ cảm ơn chồng lắm. Nói sẽ không đủ lời để cảm ơn chồng. Mọi sự lo lắng vất vả của chồng, vợ đều biết. Có đôi lúc giận vì cái gì chồng cũng phải rõ ràng, nhưng yêu lắm. Cũng xin lỗi vì những điều chồng hy sinh cho vợ, mà mọi người không biết đến. Bên cạnh vợ có hai người bạn là chị Ốc và chồng, nhưng mọi người biết chị Ốc Thanh Vân nhiều hơn, nên mọi người cảm ơn, khen tặng đều dành cho Ốc. Tuy nhiên, một người nữa, ngoài gia đình mà thật sự thương vợ, và vợ mang nợ nghĩa đen và bóng, luôn là chồng. Không biết sau xa tết này, nó có đòi nợ tôi nữa không? Trân quý tình cảm này lắm, sau này giận tính tiếp. Nói chứ, nó cũng lăng nhăng lắm, làm chồng của tôi chứ cũng làm vợ của người khác nữa. Nghệ sĩ Việt dính vào vũng lầy cờ bạc, mất trắng danh tiếng, sự nghiệp và gia đình. Nghệ sĩ Hồng Tơ đang bị tạm giam tại trại giam Chí Hòa để phục vụ công tác mở rộng điều tra. Được biết, nghệ sĩ Hồng Tơ cùng một số đối tượng bị bắt tại một tụ điểm cờ bạc khủng ở vùng ven Sài Gòn. Đây không phải lần đầu tiên danh hài Hồng Tơ dính líu tới chiếu bạc. Năm nghệ sĩ cũng từng thú nhận anh tình rơi xuống vũng bùn, phá sản và sống trốn tránh vì thiếu nợ do cờ bạc. Mới bước vào bài bạc không ai nghĩ đến chuyện thua. Nếu biết nghĩ mình thua thì chẳng ai chơi, nhưng rồi càng chơi càng lậm, đến độ nhận show rồi, đến giờ diễn rồi vẫn nói dối để lao vào cuộc, Hồng Tơ kể. Từ đánh bạc với số tiền ít, Hồng Tơ ngày càng tăng đô. Có đêm anh thua đến 500 triệu đồng, danh hài từng phải bán đi villa trị giá hàng trăm cây vàng mà vẫn không đủ trả nợ. Mất hết nhà cửa, anh phải đi ở thuê. Hồng Tơ kể, nhiều đêm đói bụng nhưng anh không đủ tiền để mua một tô hủ tiếu gõ. Đó là chưa kể cảnh Hồng Tơ bị chủ nợ tìm kiếm mắng chửi. Không chỉ Hồng Tơ, rất nhiều nghệ sĩ Việt tự đốt cháy sự nghiệp, danh tiếng, tiền bạc và hạnh phúc trên chiếu bạc. Cuối tháng 6, 2015, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long bị bắt tại một chiếu bạc ở Vĩnh Long khi anh về hát đám cưới ở đây. Ban đầu, Kim Tử Long phủ nhận việc mình tham gia đánh bạc. Giọng ca cải lương giải thích, anh chỉ đứng xem và vô tình bị bắt nhầm. Nhưng sau đó, tại cơ quan điều tra, anh khai có đánh 3 ván. Cảnh sát thu giữ của nghệ sĩ này hơn 300 triệu đồng và hàng nghìn đô. Đầu tháng 9, Công an huyện Trà Ôn, Vĩnh Long khởi tố Kim Tử Long. Trước đó, năm 2013, nghệ sĩ Kim Tử Long cũng dính vào nghi án đánh bạc một lần, nhưng anh khai nhận rằng mình đánh có một vài ván theo yêu cầu của người hâm mộ. Siêu Black từng là ca sĩ nổi tiếng và được nhiều khán giả yêu thích khi ngồi ghế nóng của cuộc thi Việt Nam Idol. Tuy nhiên, cô ném hết tài sản vào chiếu bạc và nợ nần phá sản. Có thời gian giọng ca Em muốn sống bên anh trọn đời phải sống trong sợ hãi, hoang mang và tuyệt vọng. Vì bị siết nợ và đến hiện tại vẫn chưa thể vực dậy, người hâm mộ vẫn tiếc nuối cho một giọng ca khỏe và đẹp lại kết thúc sự nghiệp lẫn danh vọng của mình bởi vòng xoay đen đỏ. Diễn viên Quách Ngọc Ngoan từng dính tin đồn mê đánh bạc đến phải bán xe. Anh phủ nhận nhưng giải bày thêm, chuyện gây xong giữa các anh em trong đoàn phim là chuyện thường thấy, đó đều là những cuộc vui, việc chung độ chỉ là buổi ăn sáng chầu cà phê chủ yếu để lấp thời gian trống. Cố nghệ sĩ Hồng Sơn cũng đã từng dính vào cờ bạc tới mức ly hôn vợ và có ý định tự vẫn. Nhờ có cô con gái nhỏ động viên mà ông mới làm lại cuộc đời và từng bước thoát khỏi sự nghiệt ngã của kiếp đỏ đen. Sau khi quay lại với điện ảnh không lâu sau nhiều năm ẩn dật, vai diễn Ma Làng chưa động lại trong khán giả được lâu năm, thì nam diễn viên có tài ra đi ở tuổi 54 vì bệnh tật. Hơn 20 năm trước, nghệ sĩ cải lương Kiều Phượng Loan từng đến bước đường cùng vì nợ nần tứ phía, phải bán nhà sống chui lụi chúng nợ. Đến nay tuổi đã cao, nữ nghệ sĩ tài danh một thời vẫn nuối tiếc và ân hận khi nhắc lại giai đoạn mê muội. Sau khi quay đầu là bờ, chị toàn tâm toàn ý lo cho cha già, người từng ngày đêm khuyên răn chị tránh xa kiếp đỏ đen. Nghệ sĩ được biết đến không chỉ bằng tài năng và là đại gia tiền bạc rủng rỉnh, tuy nhiên lắm tài nhiều tật, họ dính vào cờ bạc, cá độ bóng đá, nợ nần vây quanh, giang hồ truy sát đòi nợ. Có giai đoạn nhiều năm, thậm chí có định tự vẫn. Màn trời chiếu bạc không chỉ thiêu cháy danh vọng tiền bạc mà sự nghiệp còn khiến gia đình nhiều nghệ sĩ tan vỡ. Ngọc Lan gợi ý 5 tiêu chí chọn chồng và không quên gửi lời chúc mừng sinh nhật ông xã Thanh Bình. Để có tổ ấm hạnh phúc viên mãn như hiện tại, có lẽ Ngọc Lan đã đúng đắn ngay từ bước đầu tiên chọn chồng.
Trước khi đến với Thanh Bình, kiều nữ Ngọc Lan từng trải qua nhiều chuyện tình dang dở. Lúc đầu Thanh Bình và Ngọc Lan chỉ là đồng nghiệp đóng phim chung, nhưng sau đó tình cảm phát triển và cả hai quyết định gắn bó lâu dài. Cuộc sống hôn nhân của Ngọc Lan và Thanh Bình rất hạnh phúc. Nữ diễn viên từng chia sẻ cô rất hài lòng khi có một người chồng tâm lý chiều vợ như Thanh Bình. Không chỉ hiểu vợ mà Thanh Bình còn giúp đỡ Ngọc Lan việc chăm con. Từng chịu cảnh cô dâu hụt nhưng đến với Thanh Bình Ngọc Lan có được hạnh phúc trọn vẹn. Trong ngày sinh nhật ông xã, Ngọc Lan viết: "Mẹ đã tìm được người đàn ông của đời mình, vì mẹ mà làm tất cả, luôn đứng phía sau ủng hộ động viên mẹ. Chúc mừng sinh nhật ông xã Thanh Bình, ba cụ lưu yêu. Hôm nay ba và mẹ vẫn đi quay miệt mài cho hai dự án phim khác nhau. Chúng ta sẽ làm tiệc sinh nhật cho ba sau nhé, yêu ba nhiều lắm." Được chồng chiều, cuộc hôn nhân hạnh phúc nên không có gì khó hiểu khi nữ diễn viên ngày càng xinh đẹp hơn. Bên cạnh đó, Ngọc Lan cũng đưa ra một số tiêu chí giúp chị em sáng suốt trong việc chọn chồng. Phụ nữ cần phải nhớ, chọn đàn ông không cần tiêu chuẩn nào khác, chính là chọn người yêu thương bạn. Cho dù anh ta có bao nhiêu tiền, tài năng đến nhường nào, đẹp trai cỡ nào, nói hay thế nào, có trí tuệ đến đâu, có năng lực, thích giúp đỡ người khác thế nào, nếu anh ta không thương bạn thì tất cả những thứ đó đều vô dụng. Bác sĩ tâm lý dành cho phụ nữ một lời khuyên chân thành, cho dù cô có thích người đó thế nào, trong tình yêu, người chủ động nhất định phải là người đàn ông, nếu người đàn ông đó không chủ động thì thà bỏ lỡ còn hơn. Khi bạn không có người đồng hành, cho dù cô đơn, cũng có thể sống rất vui vẻ. Lúc này cô đơn là một loại cảnh giới, bạn có thể một mình đi khắp thế giới này, làm quen với những người bạn khác nhau. Bạn cũng có thể chọn tan làm xong thì về nhà ngay hưởng thụ cuộc sống của riêng mình. Cô đơn khi một mình không hề đáng sợ nhất là có người đồng hành mà vẫn thấy cô đơn. Hãy tìm một người đàn ông chịu đặt ảnh của bạn trong ví tiền của anh ta, một người đàn ông dám để bạn cắn lưu lại dấu vết trên người anh ta, người đàn ông dám viết về bạn trên mạng xã hội, người đàn ông dám kể bạn biết tất cả về anh ấy, người đàn ông khi bạn giận dỗi đòi chia tay cũng không vứt bỏ bạn mà ôm chặt lấy bạn không để bạn đi, người đàn ông dám chịu trách nhiệm với đối tốt với bạn cả đời. Người đàn ông thông minh sẽ chiều chuộng người phụ nữ của mình tới vô pháp vô thiên, khiến những người đàn ông khác chịu không nổi tính xấu của cô ấy. Người đàn ông ngốc nghếch sẽ dùng tính xấu của mình khiến người phụ nữ của mình trở nên chán ghét với tất cả những tên đàn ông tới xoăn xoe nịnh bợ. Hôn nhân của Ngọc Lan và Thanh Bình luôn tràn ngập tiếng cười, con trai của cặp đôi được nhiều người khen ngợi vì rất lém lĩnh và đáng yêu.